Rồi đây là đu đủ và xoài non nha mọi người. Để mình trộn với ba khía nè. Một trái đu đủ này là 130.000. Còn một xoài non này là như ta. Quên nè, mua quên. Dạo này bị lẫn mọi người ơi. Sau khi bào xong thì mình sẽ ngâm giấm với muối cho nó ra mủ nha mọi người. Đu đủ mà, đu đủ xanh mủ độc lắm. Đây là ba khía nguyên con, bên Việt Nam nhập qua bán mọi người. Rất là đắt luôn, nhưng cũng rất là ngon. Đó, nguyên con ba khía luôn. Thì mới ngâm nước nóng để cho nó bớt mặn á. Cái này là ở dưới Cà Mau nha. Có ai ở bên Việt Nam mà chưa từng ăn ba khía này không vậy? Người miền Tây là phải ăn nha. Phải ăn một lần nha. Nhìn nó giống con cụm cụm nha mọi người. Đen đen là gì, nó ủ muối đen đen. Ba khía này ăn chủ yếu là mặn, ăn ghiền vậy thôi chứ không có thịt thà gì chứ á mọi người ơi. Anh ba khía của Đan Trường có ai nghe qua chưa nè? Như đây là bao nhiêu ta? Hình như là bao nhiêu nè? Đừng có triệu á mọi người. Một dĩa ba khía nhỏ nhắn thôi. Ta-da! Và đây là chị Nhung. Thực ra là Tiên ga làm ba khía chỗ chị Nhung. Tại vì chị Nhung tay nghề cao hơn Tiên. Tiên làm nhiều khi sợ nó không chuẩn á. Nên là ra đây làm rồi học chị Nhung luôn. Bữa nay quán chị Nhung bán nhiều đồ quá ha. Tết tới rồi. À vô nó ngồi nó ăn phở kìa. Ồ nó ăn hết trơn tô phở luôn. Dạ, yeah, ngồi ăn nhiệt tình luôn. Ăn say đắm một mình ơi luôn, không nói ta hết chứ. Húp cạn nước luôn. Nhỏ này cốt Việt Nam đúng rồi đó. Kìa nó húp kìa, mọi người thấy không, nó húp kìa. Việt Nam đi, mẹ ghé vô Sài Gòn mà cho con ăn ngập mặt phở luôn. Trời đất ơi, nó ăn mà cái tô bự hơn cái mặt nó luôn. Nó húp kìa. Coi nó húp kìa chị Nhung. Nước mũi nước mỏi gì đó kìa, ớn quá ơi. Đó, ba khía mình xé ra, thịt ngon hơn mọi người, mình bỏ đường vô. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ bỏ tỏi ớt vô nè. Đó, trời ơi. Ra đây học nấu ăn mọi người ơi. Chị Nhung là cái như là sao ta, không biết nói làm sao nữa. Tỏi ớt vô ngon quá, xá là ngon luôn. Cái mùi tỏi ớt nó thơm lên á, nó thèm đủ thứ luôn á trời. Đó, mình trộn đều lên. Bỏ cái màu bắt mắt quá mọi người ơi. Anh ba khía quê ở miền Tây, cuộc sống gì đó mọi người. Wow. Hấp dẫn quá chị ơi, nước miếng ao tôi chảy luôn. Hả, ba khía sau khi mình đổ nước chanh vô thì bây giờ mình sẽ bỏ vô trong cái xoài non lúc nãy mình sắc. Có ai mà đang xem video này mà tưới nước miếng thì nhắn cho Tiên một like nha mọi người. Video kích thích đêm khuya nha. Nửa đêm con món này xong là ngủ ngon lắm đó. Trộn đều lên nè. Ở bên miền Tây mình có hay có cái câu là sung ba khía đó mọi người. Là tại vì con ba khía này nó sung dữ lắm. Đụng vô là nó cắn dữ lắm. Đúng không chị? Nó kẹp, nó sung dữ lắm. Nên người ta gọi là sung ba khía đó. Rồi, đu đủ nè. Ba khía trộn đu đủ xoài non. Cái này mà đưa cho mấy ông ngồi sau bữa chuối là tao nói nghe, quắt cần câu hết. Hết canh 5 lít luôn. Tết đến rồi, nhớ quê hương quá mọi người ơi. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Nhung khóc không? Nhung khóc không? Không. Khi thấy mái vàng nở gió bên nương. Năm trước con hẹn mùa sau sẽ về, nhưng vì người ta không cho bay. Tiền vé Việt Nam 4 triệu mọi người. 4 triệu won là tương đương khoảng 80 triệu Việt Nam đồng.
mà phải bon chen dữ lắm mới mua được vé nha, chứ không phải mình 84 triệu ra là có vé đâu. Còn phải đặt lịch về, rồi phải cách ly 14 ngày nữa mới về được. Mọi người buồn quá. Tiên xin chào mọi người đang xem kênh Về Quên TV nha. Đó, thì mắm ba khía thì đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây là lần thứ hai cho anh Ba Đông ăn thử ba khía trộn xoài. Nhưng mà hôm nay đặc biệt nữa là có đu đủ. Ba khía xoài non, đu đủ, rau thơm, rau quế, mời anh Ba ăn. Mãi đi tư xe. Đứng hình 3 giây. Ăn thử miếng xoài non đi anh. Măng gù. Ta đút ra cho ăn mà không lấy. À, chấm nếp. Nó giòn, nó chua, nó cay, nó ngọt, nó mặn, nó đã. Má xèo tê á. Má xèo tê á. Làm miếng rau găm vô đây nè. Vô ghê à? Nè. Mà rau ghê đi chị. Pink. Pink. Pizza 에도 핑클 있잖아. 오이 핑클. 어, 오이 핑클. 그 빵이 맛이 나네. 응. 남박해. 이거 대본이 내가 먹었던 거 아니야? 어, 맞아요. 이거 왜 안 짰냐? 짜온 줄 알았는데. 엄 nói, đợt rồi ăn không mặn mặn quá. Mà đợt này ăn không mặn. Tại tiên bỏ 2 ngày nữa. 이거 어떻게 먹어? 뭐 3g. 까지, 까지 이렇게 까지. 까치 먹어요. 이렇게. 아, 까치. Bỏ 2 ngày rồi mới lấy ăn nên nó rất là vừa ăn mọi người, nó không mặn. Ngon, nó thấm gia vị á. Ổng nói miếng xoài giống như là dưa leo muối ngâm vậy đó. Nó giòn ngon vậy đó. Ồ cho. Bắp đi ăn cái mất rồi à. Cứ yếu lên cứ rồi à. Ông nó mặn quá cho nên là tiên nói là phải ăn với cơm. Cái món này là phải ăn với cơm. Cái con nương bắp đi đang mòn nương gầy à. Wow. Ừ. Ôi, hết gì nè con nha. Ôi. Ông nói rau găm nặng mùi quá. Mà thích chưa? Thì hay nhưng mà coi gì mà mà sẽ mùi chứ. Hồi ông miếng xoài ngon không? Ông nói cái mùi này nặng quá, không biết gì luôn á. Ăn vô nó ác hết trơn luôn, không cảm nhận được gì. Thì hay cái gì mà mùi chứ. Bà kia nó ngon á. Rất là vừa ăn luôn. Ba khía mà cỡ tầm này là đâu mặn đâu. Vừa ăn ngon lắm mọi người. Ăn món này nhớ Cà Mau quá. Nhớ Kiên Giang quá. Quê hương tôi Việt Nam dấu yêu. Tôi mong ngày về từng phút người ơi. Nhớ quê hương á mọi người. Gần Tết rồi mọi người ơi, buồn lắm. Bị tên năm bố của shipper nhờ. Sở lây là sổ. Bị chip bộ. Bị tên năm chip bộ của shipper nhờ. Nó mua đi hứa. Nhớ Việt Nam quá anh ơi. Đâu kênh ghi đúng hình là shipper. Nếu ta mẹ là đi. Ông thấy có lỗi quá. Lấy chồng xa xôi. Phải mà, không có corona á. Năm mình về một lần cũng được nữa. Cái này không được về buồn quá. Corona học sinh mà. Ý như không có cái đó cảnh sát đề. Một cái chân nào. Hàng chút bị, hàng chút bị. 우리나라에
10월 말 되면 배신을 시작하는데 그게 nói chứ đừng quên ăn bánh khiến nha. Mày hay tờ ít chứ bớt đi chứ mà xe không? nói chứ một nâng cực ít chứ. Cháu bánh kết định nè. Mày hay tờ một nâng cực ít chứ mà xe không? Nói chứ đừng quên nha anh. Đừng quên nghĩa vụ nha. À muốn tờ Yêu mày bớt bị sinh hành đè. Bữa nay bớt rồi, tháng 2 là có bắt sinh rồi. Tháng 2 là toàn dân được tiêm vaccine miễn phí luôn. Mà anh ba đông ông không chịu tiêm. Ông không tin tưởng. Mùi rượu rồi nó đến đây. Bởi lẽ bộ tôi hâm mà thả mà nó thả cái đó. Tổng thống Moon Jae-in là ra hứa với toàn dân là sẽ cho tiền miễn phí hết. Không tính tiền. Thường thường là khoảng cả triệu một mũi. Việt Nam mình mà không ít nữa. Mắc quên nhỏ ở nhà mắt chưa? À chị, Việt Nam mình vẫn chưa có tiêm ha. Ông hỏi á, hỏi bây Việt Nam mình tiêm chưa? Mình nhìn nó mình chưa tin. Mà nó lòi le luôn. Mà nó ngon. Ý, không có mặn nha mọi người. Không có mặn, rất vừa ăn luôn. Ba khía mà tầm này là ngon rồi đó, chứ không có mặn. Tại vì ba khía rất là mặn rồi. Mà trộn vừa ăn lắm. Ngon. À, cái Ông ăn một miếng, ông hú một miếng. Con đừng bị chấm hả? Hả? Bữa lấy sụt có 18 thầy à? Như vậy? Ồ Sáp ba gái chưa gồm? Sụt có 18 thầy à? Chứ gồm à? Cái này á lỡ đừng đưa ủ mày ơi bây giờ dưới giảm nhân rồi hết rồi mà cái này ở đường đứa Cà Mau á người ta bắt xong người ta rửa sạch người ta đem đi ngâm muối ngâm mấy tháng vậy đó ủ nó chín ra này với mà tôi nhờ ta bán trong nó xoài ngon hơn là con ba kiến rồi ghé ghé nó một cái gì nữa nào nhớ là thấy gì nó còn nhẹ bởi vì mếp bà với cái mếp bà bà khía à. Cây không? Ớt nè ăn mới sao cay quá vậy có ớt mà không cay gì mà cay cay nhẹ chứ mà không có cay nhiều mọi người à có thương nhân nè đây lựa chanh ba đồng miếng bà khiến ngon ăn xong chắc lên máu luôn quá làm cháu cũng mà một cái mang đẻ cái nó nhưng cháu nhìn cả mà đi kiếm ra đi rồi ớt chua ông nói phải ông cay á ăn ngon lắm mà nó cay quá ớt lộ nó mặn quá nó không mặn là ăn ngon nó cháu có ớt chua bà cháu cái đêm chỉ còn mất rồi à ngờ mất ớt chua Chị가 약간 담배하면 고소하네. 뭐마? 그냥 느끼하지 않고 그냥 담배 그냥 고소해 맛이. 아무튼 tuy nó mặn nhưng mà nó rất là béo ngon. Mặn chứ sao? Nó không có mà hơi tanh chăng? Mặn bao nhiêu? Khen ngon, khen không tệ mà sao không ăn? À, có chút mặn gì rồi. Anh có chút rồi kìa mày đâm anh nhá.
Chị cô cười ơi. Ừ. Món này mọi người phải nhiều ớt mới ngon. Ông hỏi cho bỏ nhiều ớt nha. Cô chỉ cho bê kê thôi. Ừ. Lừa ớt ăn nhanh. Phải muốn ăn là dễ ăn thôi trời. Ba khía này ngon lắm. Không phải người miền Tây chứ người Mỹ là không ăn được ba khía đâu. Người miền Tây mới ăn được ba khía. Phải muốn ăn ăn đâu. Ồ đúng rồi đây. Khóc khóc luôn, khóc luôn. Cảm động quá. Cảm động gì về Việt Nam cho ăn ba khía. Khóc luôn. Có mấy bà. Hồ cha. Ô bà. Cô nào. Chú xăm này. Cô nào học xin mẹ. Bà xin mẹ bảo nó nổ lô cá cha. Không chờ gì hả. Tiên ngủ ổng hết dịch về Việt Nam nha. Ông kêu điên mình đi. Khá nhìn khá lắm đè. Cứ kìa. Ô đây là anh đến cửa tè. Đã xin cả kìa. Ổng nói đi đi nhưng mà chắc năm nay đi không được. Ấy gì à. Ý kìa, chú xăm mắc gỗ. Sợ không được tiêm vaccine đó mọi người. Ý kìa. Chiếu xí gà gì. Hẳn như lên được lý cửa tè. Chắc phải cuối năm sau mới về được. Hãy xuất hợp cho nào. Có. Chắc cả năm nó mới về được. Mắc kì sợ gà chú gà mắc nó xăm đấy cô. Hãy xuất hợp xin gà. Nó là trên chỗ là mất rất là cô. Cô đâm cô ra cơ lây à. Ông nói ông không tiêm vaccine. Thì ông lây đi, ông bệnh đi, tiêm không bệnh. Nó mất rồi cơ á. Nè, nè mà chứ mẹ, ông bà không cho cơ lây chị. Mình tiêm vaccine thì mình ông bị nhiễm thôi, mình tiêm nó nhiễm nào sợ. Ngày qua tiêm nói với ông á, nhớ nhà, cái ông nói. Thế là hình như nó mất chừng nào hết corona mình về. Má trời ơi chị. À, ế đồ mà mắn đâu 얘기 들었는데. À, 이거 너무 나왔어. 성인 기준만 된다고 하던데. 애들 종용은 안 나왔대. 그게 성인 기준만 나온 거야. 맞아 nhỏ biết là có tiêm vaccine. 중학생도 중학생도 못 맞고 고등학생도 못 맞는데 애들 기준으로 못 맞는데. Tại vì cái vaccine này không biết là em bé có tiêm được không mọi người. 20대 후반인가 중반인가? 그때부터 맞을 수 있대. 딱 성인 이상만. 아. thật sự nếu mà ra vaccine á, mọi người có tin tưởng để đi tiêm không? Tiêm thiệt á. Mọi người có tin tưởng vaccine đó là không có tác dụng phụ mà đi tiêm không mọi người. À, 진짜. 아, lên máu luôn. Trời mọi mẹ. Mày hứa. À, mày đi mắt. Mẹ con cười. Mớ muốn chìm. Đặt đặt cho xảo xảo ha. Ăn bình thường. Bình thường mà. Ôi, 하려는데 nhờ mấy ba khía mà ăn hết chén cơm rồi. Phan Di Kiều tiên. À, Phan Di Kiều tiên. Tiên. Ừ, tiên. Mỗi ngày yêu mông áp bụng, chụp tay hàng, Việt Nam đổ mang ngang 싶대. Một năm 12월 달 Việt Nam 갔다가
한국에 따뜻해지면 4월 달, 5월 달 내로 오겠죠. Mùa đông ở Hàn Quốc tiên lạnh quá mọi người. Năm nào tiên cũng bệnh chứ. Mùa đông mà năm nào tiên cũng bị cái này, bị kia, bị đau dạ dày, không mới là bị đau họng, mới là bị nhức lưng. 근데 그동안 활용을 못 한 게 좀 몸이 많이 아팠고 개인적으로 여기도 많이 아팠대. ngon quá mọi người. Đi uống nước đi, nặng quá. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông like và comment ủng hộ cho kênh Diệu Quân TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn. Bye bye. 감사합니다.